Thay mặt lớp guitar GPT xin chúc các bạn có một buổi học guitar vui vẻ và hiệu quả. Chúng ta vào bài học ngày hôm nay là bài học có tên quạt chả. Quạt chả là thế này này. Đó, như thế ta gọi là quạt chả. Thì mục đích của bài học ngày hôm nay không đi sâu vào chi tiết các điệu rumba, bolero, cha cha cha, disco hay là ballad. Không đi sâu vào các chi tiết như thế. Bài học ngày hôm nay nói về tổng quan các kỹ thuật của quạt chả, những kỹ thuật cơ bản để có thể làm nên một bài một cách đánh quạt chả tốt. Khi các bạn mới học thì các bạn hãy theo hướng các kỹ thuật cơ bản như thế này, rèn luyện các kỹ thuật cơ bản này cho thật chuẩn, rồi mới tiến hành học các tiết điệu, tiết tấu guitar cơ bản. Bài học này được tiến hành sau khi các bạn đã đạt được những yêu cầu sau. Thứ nhất, các bạn đã thành thạo về cách tỉa ngón, từng ngón PIMA. Và thứ hai, bạn thành thạo về hợp âm. Khi các bạn thành thạo hai cái đó rồi, chúng ta sẽ chuyển sang học quạt chả. Thì học quạt chả để làm gì? Học quạt chả có hai mục đích. Mục đích thứ nhất, làm cho bài hát của chúng ta về cách đệm nó phong phú hơn. Thường thì trong các bài hát, giai đoạn đầu của bài hát chúng ta sẽ chơi tỉa nốt nhẹ nhàng. Đó, giai đoạn sau để gây cao trào và cảm hứng cho bài hát, chúng ta sẽ dùng thao tác quạt chả để tạo độ dồn dập và mạnh mẽ cho bài hát. Mục đích thứ hai của quạt chả là có những bài hát ngay từ lúc đầu người ta sẽ phải quạt chả ngay, những bài hát trên đài acoustic hoặc ví dụ như bài Nồng Nàn Hà Nội hay như bài Lá Cờ, những bài ngay từ đầu người ta sẽ phải quạt chả ngay. Thì quạt chả nó sẽ tạo cho ta một cảm giác là khỏe khoắn, vui tươi, dồn dập, được chưa? Vậy bây giờ xin mời các bạn đi vào chi tiết bài học. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ gồm hai thành phần. Thứ nhất, thành phần thứ nhất là nói về kỹ thuật cần có trong cách chơi quạt chả, và bài phần thứ hai đây chính là phần chính của đối với các bạn, đó là phần thực hành. Trong phần thực hành thì mình sẽ chia làm 5 bài. Theo mình nó sẽ từ dễ đến khó và thể hiện được các động tác cơ bản của cần quạt chả cần có. Bây giờ ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là phần kỹ thuật quạt chả. Về quạt chả, bạn có thể hình dung động tác kỹ thuật cơ bản của nó chỉ gồm có 3 động tác cơ bản. Nhiều video clip ở trên mạng thì các bạn thường chia quạt chả thành lên và xuống. Tuy nhiên, theo bản thân mình thì lên và xuống nó có ý nghĩa về mặt trực giác, giúp các bạn dễ hình dung cái thao tác của tay, nhưng nó không mang ý nghĩa lớn trong việc thể hiện được phách mạnh, phách nhẹ và những đặc điểm mà theo mình thì nếu không có thì bạn sẽ không chơi ra chất của một bài quạt chả nếu chỉ có lên và xuống. Vậy bây giờ mình sẽ sửa theo ý của mình là động tác cơ bản của quạt chả bao gồm có 3 động tác: bùm, kịch và chát. Thế nào là bùm, thế nào là kịch và thế nào chát sẽ được thể hiện ở dưới đây. Ta có thể chia 3 động tác thành gồm có: thứ nhất là xuống. Người ta có thể dùng ký hiệu mũi tên xuống hoặc dùng ký hiệu của hình chữ U. Nếu bạn nhìn trong bản nhạc bạn thấy có hình ký hiệu như thế này thì điều đó có nghĩa là bạn đã đánh, ý của bạn là sẽ phải đánh xuống. Thứ hai là lên, trên bản nhạc bạn sẽ thấy trong tab thì nó có mũi tên lên, hoặc trong các chương trình, trong các bản nhạc thì bạn sẽ có hình chữ A, đó là lên. Và động tác cơ bản thứ ba đó là ngắt. Ngắt tức là ta làm cho tiếng của đàn bị ngắt đi, bỏ đi. Thì khi ngắt thì có 3 động tác cơ bản, đó là động tác bỏ, động tác thứ hai là đập và động tác 3 là chạm. Mình sẽ giới thiệu kỹ 3 động tác này như sau. Cụ thể, trong động tác xuống nó sẽ chia ra làm 2 thao tác, đó là bùm và chát. Bùm và chát các bạn chú ý đều là xuống. Thế bùm là thế nào? Bùm là bạn đánh xuống, nhưng mục tiêu của đánh của bạn là vào 3 giây 6, 5 và 4. Đây là hình ảnh của cần đàn được cắt theo hình thiết diện của cần đàn. Đây là 6 giây đàn được phóng theo thiết diện là giây 6, giây 5, giây 4, giây 3, giây 2 và giây 1. Và bạn chú ý bùm là thao tác đánh để phát ra tiếng bass, cho nên là các giây trọng tâm chủ yếu của bạn đánh là vào 3 giây trầm, giây 6, giây 5 và giây 4. Đấy gọi là bùm. Động tác xuống thứ hai cũng là xuống, đó là động tác chát. Động chát chát cũng xuống, nhưng mà mục tiêu chính của nó không phải là 3 giây 6, 5, 4 mà là 3 giây 3, 2 và 1. 3 giây này là 3 giây thanh, âm thanh phát ra nó sẽ đanh hơn,
và nó cao hơn so với 3 dây trầm, cho nên ta gọi là chát. Động tác tiếp theo đó là động tác lên và động tác xuống. Cả động tác lên và động tác xuống này ta đều gọi là kịch. Kịch có thể lên có thể xuống. Như hình vẽ ở đây bạn có thể thấy động tác kịch của bạn. Khi hất lên thì bạn chú ý hất vào 3 giây 1, 2, 3. Đó. Khi hất lên bạn chỉ chú ý vào 3 giây 1, 2, 3 tính từ phía dưới. Còn thao tác khi hất xuống cũng là kịch thì bạn đánh vào các giây 5, 4 và 3. Hay nói khác là động tác kịch này là động tác tạo ra âm thanh ở vùng trung hoặc vùng cao. Và động tác thứ ba là động tác ngắt. Bây giờ mình sẽ đi cụ thể. Vậy cụ thể như sau. Lúc nãy các bạn có thể thấy ta có ba động tác. Đó là xuống, lên và đập. Trong thao tác xuống sẽ gồm có hai động tác đó là và chát. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn. Khi bạn đánh xuống thì để cho xuôi cái chiều của ngón tay, chúng ta hãy sử dụng cái phần móng trượt. Vì nơi này là nơi mà chúng ta sẽ không bị đau khi ta va chạm bàn tay của ta vào dây. Vì vậy, mình có lời khuyên, có rất nhiều cách đánh xuống. Bạn có thể đánh xuống bằng ngón cái như thế này. Đó, bạn có thể đánh xuống bằng ngón móng trỏ. Bạn có thể bằng ngón giữa. Bạn có thể ngón nhẫn, út hoặc cả bàn. Tùy bạn thao tác đánh xuống, tôi không yêu cầu bạn phải đánh cụ thể ngón nào cả. Nhưng có lời khuyên là các bạn hãy sử dụng hai ngón cơ bản, đó là ngón cái và ngón trỏ để đánh. Ngón trỏ dùng để đánh xuống. Bạn trượt cái móng tay theo chiều từ trên xuống. Nó không bị đau tay mà đồng thời lại tạo ra được tiếng mạnh. Còn khi đánh lên thì bạn dùng cái ngón cái, một phần trượt trên, phần móng trên của ngón cái để trượt lên. Thì sẽ đỡ đau hơn và sẽ dễ hơn. Đấy, vậy thì xuyên suốt cả bài học của chúng ta, mình sẽ sử dụng hai ngón, đó là ngón cái và ngón trỏ. Ngón trỏ dùng để đánh xuống, ngón cái dùng để đánh lên. Bây giờ đi vào cụ thể, boom là thế nào? Bản thân trong âm nhạc, boom có nghĩa là tiếng bass. Vì vậy, để tạo ra được tiếng bass là gồm các dây 6, 5 và 4. Vậy khi bạn đánh xuống, đánh boom, bạn hãy đánh chú trọng vào các dây 6, 5 và 4 như sau. Bạn lướt cái ngón tay trên mặt đàn. Bạn sẽ ra tiếng boom. Nhất là đối với những hợp âm 5, đưa chân trong nhạc rock hoặc là trong nhạc acoustic, người ta hay dùng hợp âm 5. Đó, thì ta sẽ thấy tàn tiếng đánh xuống thôi, đây là boom. Động tác thứ hai cũng đánh xuống nhưng mà ký hiệu là chát. Chúng ta sẽ đánh xuống nhưng mà đánh xuống vào ba cái dây ở phía dưới cùng, ba cái dây phía thấp của đàn này. Đây gọi là chát. Vậy các bạn phân biệt cho tôi, xuống tuy là xuống nhưng có hai động tác cơ bản riêng biệt. Động tác xuống thứ nhất tên là boom, động tác xuống thứ hai tên là chát. Vậy bạn tập thực hành như tao như sau: chát, 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 bản riêng biệt ra thứ nhất. Đó, động tác thứ tiếp theo đó là động tác lên. Lên như vừa rồi mình nói, dùng ngón cái hất lên. Nhưng chúng ta có hình vẽ lúc nãy đó, thì chúng ta hất lên vào khu vực phía dưới, chúng ta không hất lên phía khu vực phía trên. Chúng ta hất lên vào khu vực các dây 1, 2 và 3. Hất lên. Đó, bây giờ tiếp theo, một động tác tiếp theo đó là động tác bỏ. Bỏ tức là thế nào? Ta không đánh nữa. Vì ta đang đánh này. Bỏ ra, không đánh nữa. Đó, không đánh. Không đánh, thế gọi là động tác bỏ. Trong động tác bỏ này sẽ có chia làm ba động tác: một là bỏ không đánh như vừa rồi, hai là ngắt. Ngắt tức là thế nào? Ví dụ như thế này, bình thường bạn đang để thế này âm thanh sẽ kêu vang đó, nhưng nếu bạn thả tay ra nó sẽ cắt tắt tiếng. Dây đàn nó kêu được là bởi vì nó rung mà. Vậy nếu bạn thả tay ra tức là không rung nữa, nó sẽ tắt tiếng, như thế ta gọi là ngắt. Đó, ngắt, đó, ngắt, ngắt. Vậy thì các bạn chơi hợp âm, các bạn tập bấm thao tác ngắt như thế. Thì cái thao tác ngắt này nó có một cái lợi thế là tạo ra được âm thanh ngắt ngay tức thì tùy theo ý muốn của mình, và đồng thời nó tạo được độ dồn dập, nhất là chơi những bài có tính chất dồn dập. Ví dụ đó, thế thì ta sẽ tạo được âm hưởng của sự dồn dập. Đấy là động tác ngắt. Động tác thứ hai cũng là ngắt nhưng mà ngắt bằng ngón, ví dụ như thế này, bằng cách dùng cái ngón thừa ra, ví dụ ở đây là ngón trỏ, ngón ngón út, xin lỗi, ngón út thừa ra để bạn
chạm vào các dây còn lại thì ta gọi là động tác chạm đấy. Có lúc ấy có ba động tác là ngắt, chạm và bỏ đập đấy, đúng không? Thì ta sẽ có động tác ngắt như thế này nhé. Đó, bạn sẽ ngắt bằng ngón cái và lên ngón út đập vào. Ví dụ. Đó, việc mà dùng cái ngón út ngắt này cũng là một trong những kỹ thuật rất hay dùng chơi. Và có một thao tác ngắt nữa, đó là thao tác đập. Thao tác đập là như sau. Ta vẫn đánh theo chiều xuống, theo xu hướng xuống, nhưng mà ta sẽ lấy cái phần trong của bàn tay để tì vào cái dây đàn, làm cho dây đàn bị tắt tiếng đi, thì ta gọi đây là thao tác đập. Đó, và sẽ nghe tiếng đập. Cái thao tác đập này hay gặp trong nhiều bài tiết tấu, ví dụ trong điệu disco ta có như thế này. Không phải là đập ngang, không phải là đập ngang từ ngoài đập vào bên trong như nhiều bạn tưởng tượng. Bạn đập theo phiêu, thực ra bản chất của quá trình đập vẫn là tay của ta vẫn đang xuống mà thôi, vẫn đang xuống. Nhưng mà khi ta đang xuống thì ta như kiểu một chiếc xe nó đâm sầm vào và nó dừng lại bằng cách bạn chìm cái phần thịt bên trong của bàn tay xuống. Có người thì dùng kiến thức đập có thể đập bằng ngón cái, đúng không? Đó, thì đây là đập bằng ngón cái. Còn mình thì hướng dẫn các bạn tập đập bằng cách là dùng cả bàn tay đập xuống, nhưng dùng cái phần thịt bên trong của bàn tay như thế này nhé. Đó là đập, được chưa? Vậy tóm lại bạn chú ý cho mình, khi chơi quạt chả có ba động tác xuống, động tác lên và động tác đập. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thực hành của quạt chả. Mình chia làm 5 bài tập, trong đó bài tập số 1 rất đơn giản. Bài tập số 1 chỉ gồm có 2 động tác cơ bản, đó là xuống và lên, ta gọi là bùm và kịch. Bùm kịch, bùm kịch, bùm kịch, bùm kịch, 8 động tác như thế. Bạn thực hành thao tác đánh xuống và đánh lên. Mình có một lời khuyên, các clip của mình nếu các bạn để ý đều đi theo hướng từ tổng quát đến chi tiết, chứ không đi vào những bài dạy chi tiết cụ thể. Vì vậy bài học ngày hôm nay cũng vậy, mục đích chính của mình là nói về cách quạt chả tổng quát. Thực ra thì mọi thao tác quạt chả đều dựa trên cơ sở của cái ngón tay phải. Tay phải của bạn tốt thì bạn quạt sẽ tốt. Đây, thao tác tập luyện trước khi ta tiến hành các điệu quạt chả cụ thể. Tập luyện như sau. Tay phải của bạn bao gồm có 2 động tác lên và xuống bằng cả cánh tay. Nhưng nếu bạn cứ lên và xuống bằng cả cánh tay như thế này sẽ làm cho cái hình ảnh ở bên ngoài nhìn thì khỏe khoắn, cứng cáp, nhưng nó cứng quá, nó không được độ mềm dẻo cho cánh chơi. Vậy thì bạn cần phải kết hợp tiếp theo một động tác giữa lên và xuống này, đó là động tác ngoáy cổ tay. Đó. Bạn tưởng tượng bạn đang có cầm một cái quạt này, bạn tầm cầm quạt vào mát, quạt mát vào cơ thể mình đó mà. Và bây giờ bạn kết hợp cả 2 động tác đấy, cả lên cả xuống, cả ngoáy cổ tay, bạn sẽ có như thế này: lên xuống, lên xuống. Đấy, như múa đúng không? Cái dẻo như sau nhá. Nhưng vì quạt chả nó gây ra tiếng ồn rất lớn, cho nên khi những bạn mới chơi, để cho anh tránh ảnh hưởng bố mẹ và hàng xóm xung quanh, theo mình thì các bạn nên tạm thời đặt ngón tay hờ trên dây đàn như thế này. Khi đặt ngón tay hờ trên dây đàn như thế này thì tiếng đàn sẽ bị bịt đi, vì vậy bạn sẽ không gây được tiếng ồn. Bây giờ bạn tập nhé, tập thao tác của bài 1 đó là cứ lên và xuống thật dẻo quá nhé. Lúc đầu từ chậm, xuống, lên, xuống. Khi xuống bạn chú ý thao tác bùm và thao tác chát như mình nói đó. Có thể mình chia ra làm 3 thao tác nhỏ như sau: bùm, kịch, chát. Đấy, chát là xuống ở dưới, bùm ở trên, là trên này, lên này, dưới này, lên này, trên này, lên này, dưới, lên, bùm, kịch, chát, kịch, bùm, kịch, chát, bùm, đó. Mà nhanh dần lên, bùm, kịch, chát, bùm, kịch, chát. Đó, cụ thể này, bây giờ nếu mình vào bấm vào không này. Đó, cứ ngoái tít lên. Nó sẽ giảm. Bài tập số 2, chúng ta vào điệu hành khúc. Điệu hành khúc sẽ như sau: bùm, 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 bùm kịch, bùm kịch, bùm. Cụ thể này, 3 thao tác này ngắt ra này: bùm, 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 bùm kịch, bùm kịch, bùm.
năm cái thao tác này mình đóng ngoặc, có nghĩa là chúng ta đánh cái năm thao tác này chỉ bằng một nhịp của các thao tác này thôi. Tức là đây một nhịp này, hai nhịp này, ba nhịp và cả năm cái này là bốn nhịp. Cả năm cái này chạy trong vòng bốn nhịp. Cái điệu quạt trả hạnh phúc này hay gặp cho bài 24 và 44, nhất là những bài có tính chất hạnh phúc. Cụ thể của cái điệu hạnh phúc sẽ như sau. Ta có bốn nhịp nhé. 2 3 4. Được chưa? Bốn nhịp. Nhưng nhịp thứ tư, nhịp thứ tư chúng ta sẽ quạt thật nhanh năm thao tác. Năm thao tác 1 2 3 4 5. Cả năm cái thao tác đấy nằm trong vòng một nhịp. Cụ thể như sau này. 1 2 3 1 2 4 5. 1 2 3 1 2 4 5. 1 2 3 1 2 3 4 5. Đó, quay chậm nhé. 1 2 3 1 2 3 4 5. Thì cái thao tác 1 2 4 5 đấy, cả cái thao tác đấy bạn cho vào trong một nhịp. Vậy ta sẽ có nhịp hạnh phúc như sau. Mình xin lấy một ví dụ để thể hiện hai động tác, hai bài học rồi, vừa rồi. Ví dụ nhé. Bên bên phải, anh em chúng ta cùng nhau đi đây. Giờ đây thế, xin giữ hòa bình đồng tự do. Bên bên phải, anh em chúng ta cùng đi đây. Bên ta tuân thủ, xây ra cuộc đời anh cũng ấm và sau, đi lên thanh niên, bước theo vùng trì. Việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, ta vui và thân thiện biết chi ăn làm bền. Bài thực hành thứ ba, điệu disco. Điệu disco nằm trong thể loại nhịp 4/4, có 8 động tác đánh 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 động tác đánh thì ta có trong điệu disco này thể hiện chính là 3 động tác cơ bản của quạt trả mà ta vừa mới thể hiện lúc đó. Thứ nhất là động tác bùm, thứ hai động tác kịch là hất lên, ba là động tác đập là tắt tiếng. Kịch hất lên, bùm, kịch, đập, kịch. Vậy ta đọc cái điệu này như sau. Bùm, kịch, đập, kịch, bùm, kịch, đập, kịch, bùm, kịch, đập, kịch, bùm, kịch, đập, kịch. Cứ như thế. Disco gồm có 3 động tác. Động tác xuống, động tác kịch hất lên, động tác thứ ba đập. Vậy ta kết hợp lại. Bùm, kịch, đập, kịch. Kết hợp lại này. Kịch, đập, kịch. Bùm, kịch, đập, kịch. Và chú ý nhé. Bùm, kịch, đập, hất lên. Bùm, kịch, đập, hất lên. Ta gọi là bùm, kịch, đập, kịch. Bùm, kịch, đập, kịch. Vậy ta sẽ có điệu disco như sau. Dùng rất nhiều bài hát có thể chơi được điệu disco. Ví dụ bạn có thể chơi bài Mưa Gâu. Bài rumba flamenco. Rumba flamenco cũng nằm trong bộ nhịp của 4/4. Chúng ta có thể hình dung nó có 8 động tác. Động tác bùm, kịch, 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 đập, kịch, kịch, kịch. Như vậy ta có thể đọc như sau này. Bùm, kịch, 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 đập, kịch, 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 bùm, kịch, 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 đập, kịch, kịch, kịch. Sẽ có được 8 động tác. Bản chất của nó chỉ lên và xuống thôi. 1 xuống, 2 lên, 3 xuống, 4 lên, 5 xuống, 6 lên, 7 xuống, 8 lên. Cứ thế thôi. Và nó chia ra là bùm, kịch, 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 đập, kịch, 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 bùm, kịch, 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 đập, kịch, 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 bùm. Được chưa? Vậy cái hình ảnh của thao tác của điệu rumba sẽ như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Trong đó có một thao tác là bùm, 3 thao tác kịch, 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 1 thao tác đập, lại kịch, kịch, kịch. Được chưa? Bùm, kịch, 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 đập, kịch, 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 bùm, kịch, 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 đập, kịch, kịch, kịch. Anh vẫn biết dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những xa xe xưa đến mùa đông lạnh lùng, hãy đến với anh mắc vào tình yêu nồng nàn như cô trên môi xoay.
ta vào bài thực hành cuối cùng, đó là bài thực hành số 5, bài thực hành về gầy điệu bolero. Điệu bolero cũng dựa trên cái nhịp của 4/4, cũng gồm có 8 động tác, nhưng chúng ta sẽ chia như sau: bùm, kịch, kịch, kịch. Ba động tác kịch viết liền này có nghĩa là chúng ta sẽ phải đánh trong vòng một nhịp bằng cái bùm này. Bùm, kịch, 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 chát, kịch, chát, kịch, chát. Tức là ta sẽ đọc như sau: bùm, kịch, 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 chát, kịch, chát, kịch, chát, bùm, kịch, 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 chát, kịch, chát, kịch, chát. Đó. Thì điệu bolero này rất được phù hợp cho những bài nhạc vàng. Để chơi được điệu bolero, các bạn sẽ phải có những động tác như sau. Động tác thứ nhất là động tác bùm, đánh vào phía trên. Động tác thứ hai là kịch, kịch, kịch. Kịch, 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 bạn có thể đánh này. Đó. Bùm, kịch, kịch, kịch. Nhớ là ba cái kịch, kịch này phải làm trong vòng một nhịp, tức là kịch, kịch, trong một nhịp. Trong một nhịp. Hoặc cách thứ hai, đối với nhiều người, người ta chơi bolero cho nó tay nó đẹp nữa, thì chúng ta có thể bằng cái kịch, kịch đấy, bằng cái thao tác giải ngón tay từ trên xuống dưới, từ ngón út qua ngón nhẫn đến ngón giữa sang ngón trỏ. Kịch, kịch. Đó, ta đếm là kịch, 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 kịch. Đó, kịch, 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 giải từ trên xuống, quạt từ trong ra, thì cũng được gọi là kịch, kịch, kịch. Được chưa? Sau đó là chát, đánh phía dưới. Kịch, chát, kịch, chát. Như vậy bài học của chúng ta đã kết thúc. Tóm lại với bài học này, các bạn cần nắm cho mình ba thao tác cơ bản của thao tác quạt chảo. Có ba thao tác cơ bản. Và nói thật với các bạn rằng để có thể quạt chảo hay, các bạn phải quạt chất. Mà muốn quạt chảo chất thì các bạn cần phải đảm bảo rõ tiếng bùm, tiếng chát, tiếng lên, tiếng xuống, tiếng ngắt. Nếu không, các bạn sẽ rơi vào tình huống của những người người ta gọi là bật bông. Một bài quạt chảo chất nghe sẽ hay và gây được cảm hứng cho người nghe. Vậy chúc các bạn thực hành tốt. Có lời khuyên là hãy quay tay thật nhiều như thế này.